Xin chào các bạn và các em đã quay trở lại với kênh ông giáo Phenlog. Tiếp tục với các môn học trong chương trình giáo dục phổ thông mới sách lớp 4, thầy tiếp tục hướng dẫn cho chúng ta môn toán lớp 4 tập 1 của bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Và khi xem video, bạn nào thấy hay thì like và đăng ký kênh cũng như chia sẻ video để ủng hộ ông giáo ra những video tiếp theo. Bên cạnh đó thì chúng mình có thể nhấn chuông thông báo để nhận được những video mới nhất của ông giáo. Và bây giờ đến với môn toán lớp 4 tập 1 của bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Thầy sẽ hướng dẫn cho chúng ta thực hiện một số hoạt động trong bài số 7, đo góc, đơn vị đo góc. Và khi thực hiện được xong bài này, thầy cũng hy vọng chúng mình sẽ nhận biết được đơn vị đo là góc và sử dụng thước đo góc để đo các góc. Đầu tiên, chúng ta sẽ đến với phần khởi động. Trong phần khởi động thì chúng ta có thể quan sát tranh trên màn hình và cho thầy biết hình ảnh trong tranh đó là những gì. À, đúng rồi, hình ảnh trong tranh thì chúng ta thấy đây là những chiếc quạt, đúng không? À, và quạt thì có lúc thì chập lại và xòe vừa phải, cũng có lúc lại xòe rộng, giúp chúng ta liên tưởng đến hình ảnh gì. Quan sát vào những chiếc quạt như thế này, chúng ta thấy lúc thì chập lại, đúng không? Lúc thì xòe vừa phải và lúc lại xòe rộng ra. Vậy chúng ta sẽ liên tưởng đến đó là chính xác. Chúng mình sẽ có hình ảnh liên tưởng đó là các góc, đúng không? Góc với các số đo góc khác nhau chính là ở những chiếc quạt này. Vậy thì số đo góc chúng ta sẽ đo như thế nào? Chúng ta sẽ đến với hoạt động khám phá. Đầu tiên thì chúng ta sẽ quan sát tranh tiếp ở trong phần khám phá. Nhớ lại một chút, chúng ta hãy đọc lại các góc này cho thầy. À, đúng rồi. Đầu tiên thì chúng ta thấy góc ở đỉnh O giữa cạnh OA và OB, đúng không? Và tiếp theo, góc này chúng ta sẽ đọc như thế nào? À, đúng rồi. Đây là góc đỉnh P, cạnh PM và PN, đúng không? Và bây giờ, sau khi quan sát các góc thì bạn Nam đã nhận xét như sau. Ta thấy góc đỉnh O cạnh OA OB bé hơn góc đỉnh P cạnh PM và PN. À, vậy thì quan sát hai cái góc này, bạn Nam thì lại nhận xét là góc đỉnh O đó là cạnh OA và OB lại bé hơn góc đỉnh P cạnh PM và PN. Còn bạn Mai thì lại nhận xét tớ thấy hai góc này bằng nhau. À, vậy thì có hai bạn có hai cách nhìn khác nhau, đúng không? À, vậy thì cũng giống như các cái đơn vị đo khác, giống như đơn vị đo độ dài hay là đơn vị đo thể tích thì góc cũng vậy. Để xác định được các góc nào nhỏ hơn hay là lớn hơn thì người ta sẽ phải dùng đúng rồi, người ta phải dùng thước đo góc để đo mỗi góc bằng bao nhiêu độ rồi so sánh thì mới biết được. À, vậy thì chúng ta lại làm quen đến một đơn vị đo mới, đó là đơn vị đo độ, đúng không? Thì cũng giống như các đơn vị đo độ dài hay là đo về thể tích thì chúng ta sẽ có đơn vị đo đó là đo độ. Và ở đây thì chúng ta thấy độ là đơn vị đo góc, ký hiệu là chữ O nhỏ viết phía bên trên như thế này. Chẳng hạn một độ viết là số 1, sau đó chúng ta sẽ viết chữ O nhỏ ở phía bên trên đằng sau như thế này. Nhắc lại một tí nữa nhé. Độ là đơn vị đo góc, ký hiệu là chữ O nhỏ như thế này. Chẳng hạn một độ viết là số 1, sau đó sẽ là độ thì chúng ta viết chữ O nhỏ phía đằng sau bên trên một chút. Và chúng ta thấy đây là một cái thước đo độ, đúng không? Thì để xác định được góc nào nhỏ hơn, góc nào lớn hơn thì người ta sẽ cần phải dùng thước đo góc, đúng không? Để đo mỗi góc bằng bao nhiêu độ thì sẽ biết được góc nào sẽ là lớn hơn hoặc là góc nào sẽ là bé hơn. Và góc đỉnh O chúng ta vừa mới đo xong cạnh OA và OB thì bằng 30 độ. 30 độ thì viết là số 30 và độ thì chúng ta viết chữ O nhỏ phía bên trên đằng sau như thế này.
Và sau khi đo xong thì chúng ta thấy là chú ý khi đo xong thì chúng ta sẽ nối giữa hai cái góc này, hai cái cạnh này bằng một cái đường vòng cung và viết độ phía bên ngoài như thế này. Chú ý nhé. Và bây giờ chúng ta thấy là cách đo góc bằng thước đo góc. Và bây giờ chúng ta sẽ hướng dẫn cách đo. Đây là thước thước đo góc. Trên cái thước này thì chúng ta thấy nó sẽ chia ra thành các góc, đúng không? Các cái độ. Và trên này thì chúng ta thấy sẽ đã có các cái số độ, bao nhiêu độ thì chúng ta thấy sẽ có ở đây. Bây giờ thì chúng ta sẽ đo góc đỉnh O, cạnh OA và OB. Đầu tiên chúng ta sẽ phải đặt thước đo góc sao cho tâm của thước trùng với đỉnh O của góc cạnh OB nằm trên đường kính của nửa hình tròn của thước. Ở đây chúng ta chú ý nhé. Như vậy thì khi đo chúng ta sẽ phải đặt cái thước đo góc sao cho tâm tâm của thước đo góc đó là ở giữa chính ở cái đỉnh đỉnh O này, đúng không? Và cạnh OB thì nằm trên cái đường kính của nửa nửa hình tròn. Chúng ta sẽ đặt đến đường kính của nửa hình tròn là cái thước đo độ này. Và cạnh OA thì đi qua một vạch trên trên nửa đường tròn. Cạnh OA chúng ta thấy đi qua một cái nửa nửa đường tròn của thước. Chẳng hạn vạch ghi số ở đây là 30 thì ta được số đo góc đỉnh O cạnh OA và OB là 30 độ, đúng không? Đó là cách đo góc bằng thước đo góc. Tương tự như vậy thì chúng ta có thể đo bất kỳ các cái góc nào và cách đo cũng tương tự như vậy. Khi đặt thước thì chúng ta chú ý phải đặt cái tâm trùng với góc đỉnh ở giữa này. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với hoạt động thực hành. Thì chúng ta sẽ làm bài tập số 1. Quan sát thước đo góc rồi nêu số đo của mỗi góc theo mẫu. Ở đây thì chúng ta thấy các cái thước đo góc này đã đặt đúng vị trí rồi, đúng không? Bây giờ thì chúng ta sẽ phải nhìn xem các cái cạnh phía bên trên này, các cái góc này sẽ là chỉ về số bao nhiêu của cái thước đo thì chúng ta thấy đó là bao nhiêu độ, đúng không? Thì ở đây chúng ta thấy hình cạnh O, OB và OA. Góc ở đây chúng ta thấy thước ngay chữ tâm rồi, đúng không? Góc đỉnh O cạnh OA và OB là bằng bằng bao nhiêu? 70 độ, đúng không? 70 độ. Và tiếp theo thì đấy là góc góc đỉnh O và cạnh OD và OC. Vậy thì OD cạnh OD thì bằng 90 độ, đúng không? Góc đỉnh O cạnh OE và OM thì chúng ta nhìn đến OM. OM là bao nhiêu độ? Bằng 120, đúng không? Và ở đây thì chúng ta thấy là góc đỉnh O, đúng không? Ở giữa góc đỉnh O đây, cạnh ON và OP thì bằng 180, đúng không? Nhìn vào đây chúng ta thấy đây là 180, góc này thì chúng ta thấy như một đường thẳng. Và chúng ta quan sát đọc ở đây chỉ là cạnh góc sẽ là bằng 70 độ, 90 độ, 120 độ và 180 độ. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với bài tập số 2. Chúng ta sẽ quan sát tranh rồi nêu số đo các góc sau. Và góc đỉnh N, đây là góc đỉnh N, cạnh N, M và N, H thì bằng bao nhiêu độ? Góc đỉnh H, cạnh HN sẽ bằng bao nhiêu độ? Và góc cạnh C hình thứ hai là cạnh CA và cạnh CD thì bao nhiêu độ? Và góc đỉnh D thì chúng ta thấy cạnh GA và GB thì là bao nhiêu độ? Thì ở đây chúng ta thấy các cái góc này đều ghi được các cái độ rồi, đúng không? Thì chúng ta có thể quan sát hoặc là dùng thước thì chúng ta đo lại thì chúng ta sẽ biết.
Và nếu như dùng thước thì chúng ta thấy đây là góc đỉnh N, cạnh NM và NH thì bằng 60 độ đúng không? Còn góc đỉnh H, cạnh HM và HN thì đó là bao nhiêu? À chịu đúng rồi, 9 luôn. Để cạnh góc vuông 90 độ. Góc cạnh C, C là ở đây. Và CA với C, CD thì chúng ta thấy sẽ là bao nhiêu? 120 đúng không? Và góc cạnh góc đỉnh D thì cạnh DA, DA trên này và DB thì là bao nhiêu? Ở đây chúng ta thấy đó là 60 độ đúng không? Chúng ta đã hoàn thành xong bài tập số 2. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với tiết luyện tập. Thì chúng ta sẽ đến với tiết thứ hai, đó là nêu số đo góc theo mẫu. Chúng ta sẽ nêu số đo góc theo mẫu thì ở đây có các số đo đúng không? Thì đơn giản, ví dụ như là góc đỉnh A là ở đây. Cạnh AB và AD thì đó là 90 độ. Vậy thì góc góc cạnh B ở đây là bao nhiêu? Thì chúng ta thấy là góc đỉnh B này, cạnh BC và BA thì bao nhiêu? Chúng ta nhìn vào đây đúng không? Thì người ta đã chia độ cho mình rồi. Góc đỉnh C là đỉnh này, cạnh CB và CD. Góc đỉnh D là đây, đỉnh D, ZA và ZC. Nhìn vào đây chúng ta thấy góc đỉnh B cạnh BA và BC đó là 60, đúng không? 60. 60 độ. Thì lộn nhà đây là 60 độ, 60 độ nhé. 60 độ nhé. Tiếp theo đó là góc đỉnh C ở đây thì chúng ta thấy là 90, đúng không? CB và CD là 90. Đây thì góc đỉnh D thì chúng ta thấy đây là 100, 120. Ở đây là 60, 60 nhá, thấy chưa? Thấy sượng. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với bài tập số 2. Dùng thước đo góc để đo góc đỉnh B, cạnh BA và BC. Hoạt động này thì chúng ta sẽ phải dùng thước để đo góc, nhưng mà đỉnh là đỉnh B. Thì khi đặt đo thì chúng ta sẽ phải đặt cái tâm của thước ngay ở đỉnh góc này, đúng không? Và một đường thẳng bằng với nửa đường tròn đấy. Và bây giờ chúng ta cùng đo. Ở đây thì chúng ta thấy bao nhiêu độ? Nhìn vào cái độ phía trên này thì chúng ta thấy là cạnh BA và BC đó là góc đỉnh B cạnh BA và BC thì bằng 60 độ, đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ đến với bài tập số 3. Trong bài tập số 3 thì chúng ta sẽ dùng thước đo góc để đo các góc được tạo thành bởi hai kim đồng hồ khi đồng hồ chỉ 3 giờ, 4 giờ, 6 giờ và 2 giờ. Thì đây là những chiếc đồng hồ A, B, C, D. Chúng ta sẽ phải đo hai cái kim này xem là bao nhiêu độ đúng không? Vậy thì bây giờ chúng ta cùng thực hành nhé. Thì đầu tiên chúng ta cũng đặt cái góc mà sẽ là tâm của cái đồng hồ trùng với tâm của cái thước đo độ này đúng không? Và cạnh biên giới thì nằm trên cái đường thẳng của thước này. Và cạnh bên trên thì chúng ta sẽ nhìn lên xem bao nhiêu độ đúng không? Ví dụ ở A thì đó là 90 độ. Ở B thì chúng ta thấy đó là 120 độ. Chú ý khi đo thì chúng ta sẽ phải một cái đường cạnh nào đó sẽ phải nằm trên cái đường thước này nhé, nằm trên cái đường nửa đường tròn của thước này nhé. Ở đây chúng ta có thể đo như vậy thì đây là 180 độ, còn ở đây sẽ là 60 độ. Bạn nào có cùng kết quả đo như trên màn hình của thầy là đúng nhé. Như vậy là thầy đã hướng dẫn cho chúng ta thực hiện một số hoạt động trong bài số 7. Bạn nào thấy hay thì like và đăng ký kênh cũng như chia sẻ video để ủng hộ giáo cho những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong những video sau.